trồng quế nghèo giữa đường. Câu nói nôm na giờ không còn đúng với những người nông dân ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sao vì trồng quế vì hiện nay thu nhập cao mà, nhưng mà chúng tôi lại thu được 4-500 triệu một hectare thôi. Thu nhập ổn định từ khi có nhiều công ty về thu mua tận vườn, cứ giao hàng là có tiền. Về hàng hóa ra vào, cứ hàng đạt chất lượng, cứ hàng vào là tiền ra. Khi mà đã có đơn hàng rồi thì mạnh dạn làm lớn để có thể tăng cường xuất khẩu. Quế chất đến tận nóc nhà, quế chất như núi, nhưng như vậy cũng vẫn chưa đủ. Họ vẫn tiếp tục nhập quế nguyên liệu. Thời điểm này, mỗi ngày công ty Bồ Xi Thăng Long nhập hàng trăm tấn quế nguyên liệu. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng giữa 3.000 tấn quế nguyên liệu và nó tương đương với khoảng 200 container hàng xuất khẩu. Theo đại diện của doanh nghiệp thì cái lượng quế khổng lồ như thế này thì cũng chỉ đáp ứng được cái lượng xuất khẩu của họ từ nay đến tháng 7 của năm nay. Để có được cái lượng nguyên liệu khổng lồ như thế này thì họ đã phải huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân hàng. Với tại thời điểm này tôi cho rằng là rất là rẻ, chi phí vốn vay ngân hàng rất là rẻ. Và đấy cũng là một trong những cái tiền đề mà các doanh nghiệp khi mà đã có đơn hàng rồi thì mạnh dạn làm lớn để có thể tăng cường xuất khẩu. Quế sau khi nhập về, được phân loại, sơ chế, cắt tỉa thành những dạng sản phẩm khác nhau. Công đoạn cuối cùng là đóng gói để chuẩn bị xuất đi. Những ngày vào mùa thu mua như hiện nay, công nhân ở đây thường xuyên phải làm việc tăng 3 ca, 4 kíp. Các công hàng nó rất gấp, đã đến ngày phải bốc dầu nên bắt buộc chúng tôi phải làm tăng ca mới để kịp tiến độ cho nhà máy. Trong 10 năm gây dựng thị trường xuất khẩu, xây dựng tới 6 nhà máy như thế này trên khắp cả nước, hiện doanh nghiệp của chị có doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Chị Dung vẫn nhớ những lúc ngân hàng đồng hành cùng với vợ chồng chị vượt qua nhiều khó khăn. Nếu mà bảo có để mà thành công mà có mỗi vốn của chủ sở hữu thì chắc chắn là không thể thành công được. Mà một cái tiêu chí quan trọng nhất đấy là được hỗ trợ từ phía ngân hàng. Ngân hàng thì nói một là rất là linh hoạt, rất là nhanh, và cái thứ hai nữa là cái chi phí vốn cũng rẻ một cách hợp lý. Thiết lập quan hệ tín dụng cũng gần 10 năm nay, từ những hạn mức nhỏ, quy mô nhỏ, dần dần đồng hành với ngân hàng và khách hàng, thì theo nhu cầu vốn và theo quá trình phát triển của doanh nghiệp thì chúng tôi luôn cung ứng đầy đủ vốn, mở rộng hạn mức cho vay, áp dụng các chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng, trợ giúp khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tôi đang có mặt trong một cái container đang xếp hàng để xuất khẩu của một cái doanh nghiệp này. Và theo đại diện doanh nghiệp thì cái thời điểm này có những cái ngày cao điểm, họ xuất khẩu tới 7 container như thế này. Và với cái những cái tín hiệu tích cực từ thị trường thì họ đặt cái mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của họ năm nay tăng tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng trưởng, người nông dân trồng quế xung quanh nhà máy là người hưởng lợi đầu tiên. Mỗi hộ gia đình ở đây đều có trên dưới hàng hecta trồng quế. Từ khi trồng, sau 6 năm là bắt đầu tỉa cành, tỉa lá, thu hoạch dần. Sau 10 năm có thể thu hoạch chính thức, lợi nhuận ổn định hơn nhờ có nhà máy tiêu thụ tận rừng trồng. Vui chứ, tôi là người địa phương, là người trồng quế, tôi trồng quế từ lâu mà. Thế mà bây giờ có nhà máy đến thu mua này, rồi thì là bán hàng thuận lợi. Đấy, tôi rất là mừng. Nhìn chung là người dân chúng tôi là rất là vui vì là có người đến thu mua tại địa phương này. Mỗi hecta quế cho gia đình ông Vinh thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng hàng năm. Cứ thu hoạch xong, ông lại trồng mới. Với 20 hecta, nhà ông Vinh thu tiền tỷ từ bán quế. 55 năm tuổi đời nhưng đã có 45 năm gắn bó với cây quế. Ngày xưa tôi học lớp 4 tôi đã buôn quế rồi. Mới mang hết, mang nổi 5 cân quế còn lặng. Mà chị tôi phải đi đón rồi, đã buôn quế từ thời đấy rồi. Đấy, mua của người chặt ra nha, xong ra đây bán cho người ta này, người ta mang ra bên sông bán này, bán xong mang lên tàu hỏa này, trở về Hà Nội này. Ngày xưa nhiều công đoạn lắm. Thế nhưng bây giờ thì rất là thuận lợi. Đấy, bây giờ có nhà máy về tận đây nữa. Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm thì là cái vụ mà bà con ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thu hoạch quế. Và là rất dễ bắt gặp những cái cảnh mà bà con ở đây phơi quế ở trong ngay trong sân nhà mình.
Cây quế không chỉ là một cái cây chủ lực ở huyện Vân Yên, tỉnh Yên Bái mà nó còn giúp cho nhiều bà con nông dân ở đây trở thành những tỷ phú. Nhờ có điểm tựa từ nguồn vốn ngân hàng, không chỉ có doanh nghiệp mà hàng nghìn người dân ở đây có cuộc sống không chỉ ổn định mà sung túc ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Những người như ông Vinh luôn biết ơn những vạt rừng quế nơi đây. Cảm ơn Ngân hàng Agribank đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Agribank e-mobile banking dễ dùng cho cuộc sống dễ dàng.